bơm chìm này nè, bơm chìm 1 HP với 1.5 HP, con đang thử là 1 HP, 1.5 HP nha, còn con mình test này rồi là 1 HP nè. Anh chạy thử bơm áp cực kỳ khỏe luôn, đường ra cái là 5 cái bát full, 1 bát 6 lỗ, bát 34 nha. Đây là con bơm mà người thấy hình dung con bơm này công suất bao nhiêu? Nó đây 1 HP thôi ha. 1 HP. Đó. Phút chơi cái này luôn, anh em thấy nó mạnh chỗ nào chưa? Còn có một người rửa nhá, sẽ thử con người rửa cho mọi người xem. Hết nhà người ta luôn rồi. Này ra 5 vòi nhá. 5 vòi. Cái vòi kia là 4 lỗ đúng không? 6 lỗ chứ. 6 lỗ mà 34 nhá. Đã thực tế như vậy anh em thấy sao? Ướt tai hết kìa. Đây, con bơm một ngừa nha. Ra khoảng được 5-7 mét à, là bình thường. Cái hồng, cái ống của nó là ống 34 này. Này mấy cái này là 34 này, cầm cái tay vô mấy cái đồ màu vàng á. Bé là bé 34 nha. Bé là tiền trượt luôn. Tiền đúng không? Đó, có bơm một ngừa nha. Lực áp khỏe cực kỳ. Có bơm 1 HP nha. Hồng ra 27 thôi nha mọi người. Nó đẩy cao được 33 mét á, áp của nó đẩy cao được 33 mét. Rồi vào bút kính xe bây giờ. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm đặc biệt nhé. Tại sao mình nói là một sản phẩm đặc biệt? Nghĩa là con máy này á, là con máy chuyên về hút sâu đáy cao. Hút sâu đáy cao không phải là hút sâu về nước giếng nhé, mà nó hút chuyên về hút hồ nước, như xài cho khách sạn hoặc là chung cư hoặc là tòa nhà cao tầng. Ha, con này là máy, con này là Pentax nhé, Pentax của Ý nhé, của Italia nha mọi người, máy nhập khẩu nhé. Con này hiện tại là 2 HP, là 1.5 kW nha mọi người, là 2 ngửa nhé. Con này là 1 pha. Hồng ra, hồng hút của nó là 49 nhé. Và hồng ra là 42. Đây là con ốc bằng đồng để cho lấy gió nhé. Rất đẹp nha mọi người. Máy này là máy của Pentax của Ý nhé, máy này nhập khẩu từ Italia nhé mọi người, máy nhập khẩu nhé mọi người, rồi biết rồi. Về nó, về máy bơm nước á, thì máy Pentax của Ý là hàng cao cấp nhất rồi, cũng như là máy khoan của Bosch của Đức về đấy nha mọi người, thì máy Pentax của Ý là gọi là máy tốt nhất, rất đẹp nhé. Giải nhiệt bằng lá nhôm, rất là mát, chạy bền mạnh, đặc biệt là mạnh nhá. Con này thì hai ngựa thì để cho xài cho tòa nhà cao tầng từ 8 tầng đến 10 tầng, 15 tầng. Ha. Và có điện có 1 pha và 3 pha nha mọi người. Nhất là xài mọi người xài cho tại tòa nhà cao tầng á, ví dụ như là mọi người xài 7, 8 tầng, 5, 6 tầng mà máy bơm bình thường không bơm được thì mọi người xài con này. Con này là đẩy lên 7, 8 tầng ha. Đây mọi người xem, này là Pentax của Ý nhé, Pentax của Ý. Vòng quay nó là 2008, mực độ cao của nó là 44 mét nhé, 44 mét nghĩa là 11 tầng nha mọi người. Con này là 11 tầng nhé, 11 tầng là đẩy ok nhé, còn có thể đẩy cao hơn được nữa, nhưng mà ra chậm hơn một chút xíu nha mọi người. Một sản phẩm của Ý rất đẹp nha mọi người. Ngựa rưỡi, 2 ngựa, 3 ngựa ha. Rồi 3 pha, 4 ngựa, 5 ngựa nha mọi người. Đều đủ đầy đủ công suất cho mọi người lựa chọn nhé.
rất đẹp nhé. Máy này máy bán tắt của Ý nhập khẩu nha mọi người. Đó, thì trên thị trường cũng có rất là nhiều loại máy. Đây, bên tắt nha mọi người. Tắt, bên tắt nha. Đó, chứ không phải là bên tắt, là khác nha mọi người. Cái bầu nó là tròn nha. Bầu nó là tròn này, hai người là tròn nha. Đẩy rất là mạnh nha. Lầu 8, lầu 9 là đẩy pha luôn á. Mọi người có đẩy chung cư hoặc đẩy nhà 89 tầng, 78 tầng á, mà mọi người cảm thấy yếu là mọi người xài con này. Sản phẩm này là mọi người báo cho mọi người xài luôn là ok luôn á, là mọi người còn không phải suy nghĩ nữa, không phải lựa chọn máy này máy kia để rồi mất tiền cũng như là không đạt hiệu quả nha mọi người. Mọi người cứ alo cho điện thoại Toàn Phát, số điện thoại trên màn hình. Mọi người chọn con máy này cho mình ha. Thì con này thì có hai dòng. Một dòng là một cánh và dòng đa từng cánh. Mọi người đẩy từ lầu 8, lầu 9, lầu 10, lầu 11 mình trở lên, lầu cao hơn nữa thì xài đa từng cánh nha. Đa từng cánh. Còn mọi người từ lầu 6, lầu 7, lầu 8 trở xuống thì xài một cánh thôi. Rồi mọi người cứ mua máy thì cứ liên hệ với mình nha. Số điện thoại trên màn hình để mình được tư vấn cũng như báo giá cho mọi người. Để bán cho mọi người một con máy sản phẩm chất lượng.